phản đòn quyết liệt, đẩy 1.500 quân Ukraine vào vòng vây ở Kursk. Siêu tên lửa vượt âm dội nát cơ sở năng lượng Ukraine. Ông Biden chỉ thị bảo vệ ông Trump như Tổng thống đương nhiệm. Chỉ huy cấp cao Jihad Hồi giáo thiệt mạng trong vụ không kích của Israel. Triều Tiên, Hàn Quốc cáo buộc nhau triển khai UAV xâm phạm lãnh thổ. Kính chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Thời sự quốc tế được phát sóng trên kênh youtube Báo Điện tử Vietnam Plus. Vừa rồi là những thông tin chính sẽ có trong chương trình. Còn bây giờ mời quý vị cùng đến với phần nội dung chi tiết. Cập nhật diễn biến nóng liên quan đến cuộc xung đột tại Ukraine. Trang tin quân sự Aviapro đưa tin, các đơn vị lực lượng Moscow đã bao vây khoảng 1.500 quân nhân Ukraine gần làng Ogopka trong giai đoạn thứ hai cuộc phản công của Nga tại tỉnh Kursk. Lực lượng vũ trang Nga đã giành lại quyền kiểm soát bốn khu định cư gồm Lyubimovka, Septukovka, Leonidov và Mikhailovka, nơi Nga đang tiến hành các hoạt động dọn dẹp. Các biện pháp tương tự đang được thực hiện ở vùng Zeleny Sliak lên cận. Một trong những hoạt động quan trọng là việc Nga giành lại quyền kiểm soát hoàn toàn làng Novovanovka nằm ở quận Suhan. Lực lượng vũ trang Nga tiến quân từ nhiều hướng, tiếp tục đẩy đối phương đến khu vực biên giới giáp vùng Sumy của Ukraine. Trong khi quân đội Ukraine đang cố gắng đưa lực lượng dự bị lên tiền tuyến, lực lượng Kiev cũng bắt đầu rút khỏi làng Leonidov cuộc rút quân đang được thực hiện theo từng nhóm nhỏ bằng xe bọc thép. Theo hướng Tây Bắc, các đơn vị Nga gồm lữ đoàn lính thủy đánh bộ 155, lính dù của sư đoàn Tula 106 và các chiến binh của trung đoàn xung kích đổ bộ đường không cận vệ 56 đang tiến hành các hoạt động tấn công. Các lực lượng này đang tích cực tiến về biên giới, tiếp tục cuộc tấn công từ các vị trí ở Lyubimoka và Zelenysriac. Giao tranh ác liệt vẫn tiếp diễn ở khu vực này, đặc biệt là ở Novovanoka. Về phía đông nam, lữ đoàn lính thủy đánh bộ 810 đang tích cực tiến công, đã đến làng Plekhovo, tiến công từ Chekaskaia, Nopopenka. Nếu được hoàn thành, cuộc điều động quân này của Nga sẽ tạo ra một lò lửa mới cho các đơn vị Ukraine, có thể dẫn đến việc họ bị bao vây và mất quyền kiểm soát một vùng lãnh thổ đáng kể. Thiếu tướng Apti Alaudinov, phó tổng cục trưởng Tổng cục quân sự chính trị của lực lượng vũ trang Nga, chỉ huy lực lượng đặc nhiệm Akhmat tuyên bố, quân đội Nga đã phá hủy gần 70% xe chiến đấu của Ukraine tham gia vào các hoạt động ở Kursk. Ông Alorinov nêu rõ, họ đã triển khai nguồn lực đáng kể chưa từng có trong 3 năm qua để tấn công vào một khu vực cụ thể với hơn 200 xe tăng, hơn 400 xe chiến đấu bọc thép và xe chở quân. Tất cả những nguồn lực của châu Âu mà họ có đều được triển khai trong hoạt động này. 70% trong số đó đã bị phá hủy. Ngay khi những chiếc xe còn lại bị phát hiện, chúng sẽ bị loại bỏ. Theo tướng Alaudinov, các nguồn lực quân sự của Ukraine đã can kiệt và hiện tại Kiev thậm chí không còn một nửa số xe mà họ triển khai để tấn công vùng Kursk. Hơn nữa, Thiếu tướng Nga cho biết, Ukraine không có nhiều binh lính được huấn luyện như khi bắt đầu chiến dịch năm 2023. Ông thông tin thêm rằng, những người lính này không được đào tạo bài bản. Chúng tôi thấy rằng, tất cả các đơn vị được triển khai ở đây đều được thành lập từ những đơn vị được huy động vào tháng 6 và tháng 5. Ông Alaudinov nhấn mạnh, họ sẽ không thể đánh bại Nga với lực lượng như vậy. Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga xác nhận, lực lượng lính thủy đánh bộ của nước này đã hạ gục một đơn vị trinh sát của Ukraine ở khu vực biên giới Kursk, bắt giữ ba quân nhân Ukraine làm tù binh chiến tranh. Theo thống kê của Bộ Quốc phòng Nga, kể từ khi bắt đầu chiến dịch Kursk, Kiev đã mất hơn 21.900 quân nhân, 144 xe tăng, 69 xe chiến đấu bộ binh, 98 xe bọc thép trở quân, 897 xe chiến đấu bọc thép, 594 xe cơ giới, 181 pháo, 34 hệ thống pháo phóng loạt, cùng nhiều thiết bị quân sự khác. Quân đội Nga vừa thực hiện 38 cuộc tấn công bằng vũ khí chính xác, gồm cả tên lửa siêu vật âm Kinzhan và máy bay không người lái vào các địa điểm dầu khí và năng lượng, sân bay quân sự của Ukraine. Thông báo của Bộ Quốc phòng Nga cho biết, từ ngày mùng 5 đến ngày mùng 10 tháng 10, lực lượng vũ trang Nga đã thực hiện 38 cuộc tấn công bằng vũ khí chính xác, gồm cả tên lửa siêu vật âm phóng từ trên không Kinzhan và máy bay không người lái UAV tấn công. Các cuộc tấn công nhằm vào khu vực dầu khí và năng lượng, nơi cung cấp năng lượng cho các doanh nghiệp công nghiệp, quân sự của Ukraine cũng như cơ sở hạ tầng sân bay quân sự. Ngoài ra, các cuộc tấn công còn nhằm vào xưởng sản xuất, cơ sở lưu trữ UAV của Hải quân, kho nhiên liệu, kho đạn dược và vật tư, những địa điểm triển khai tạm thời của các đơn vị quân đội Ukraine và lính đánh thuê nước ngoài. Bộ Quốc phòng Nga thông tin thêm rằng, theo dữ liệu mới nhất về hoạt động quân sự đặc biệt tại Ukraine, Kiev đã mất 14.500 quân trên toàn tuyến trong tuần qua. Theo tờ Kiev Independent, Ukraine chuẩn bị đối mặt với một đông khắc nghiệt nhất kể từ khi Nga mở chiến dịch quân sự đặc biệt ở nước này. Kiev cho biết, sau khi ném bom phá hủy công suất của một nửa ngành sản xuất điện, Nga lại nhắm đến việc cắt điện hạt nhân. Moscow không tấn công trực tiếp vào các nhà máy, nhưng lại tấn công các cơ sở hạ tầng gần đó, như trạm biến áp chứa các thiết bị quan trọng như máy biến áp và đường dây điện kết nối các nhà máy điện hạt nhân với lưới điện. Nhà kinh tế trưởng của Cơ quan Năng lượng Quốc tế IEA Tim Good cho hay, Chúng ta đang sống trong một thế giới mà Ukraine thiếu hụt cơ sở hạ tầng hoạt động. Đây sẽ là một đông khắc nghiệt nhất từ trước đến nay. Nhà phân tích năng lượng Gosiev Jakubik tại Warsaw dự báo, nếu các cuộc tấn công của Nga thành công trong việc ngắt kết nối tất cả các nhà máy điện khỏi lưới điện, thì nguồn điện ổn định duy nhất của Ukraine sẽ không còn nữa. Bộ Năng lượng Ukraine cho hay, nước này đã mất 9 gigawatt sản lượng điện, bao gồm 8 nhà máy điện hạt nhân và 5 nhà máy thủy điện do các cuộc không kích của Nga trong năm nay. Tại cuộc gặp Thủ tướng Đức Olaf Scholz trong chuyến thăm Berlin mới đây, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã trình bày kế hoạch nhằm buộc Nga phải đi đến hòa bình và bày tỏ hy vọng cuộc xung đột với Nga sẽ kết thúc chậm nhất là vào năm 2025. Ông Zelensky phát biểu từ văn phòng Thủ tướng Đức ở Berlin. Tôi đã trình bày với Thủ tướng Đức Olaf Scholz kế hoạch về cách mà theo chúng tôi là buộc Nga phải đi đến hòa bình, tức là cách chấm dứt cuộc chiến này. Tốt nhất là không muộn hơn năm sau. Tổng thống Zelensky nhấn mạnh hơn bất kỳ nước nào khác trên thế giới, Ukraine mong muốn nhanh chóng kết thúc cuộc xung đột này. Ông Zelensky cũng bày tỏ cảm ơn sự hỗ trợ của Berlin đối với Kiev. Thủ tướng Sol cho biết thêm, ông và nhà lãnh đạo Ukraine đã nhất trí về sự cần thiết của việc tổ chức một hội nghị hòa bình có sự tham gia của Nga, nhưng khẳng định hòa bình chỉ có thể đạt được trên cơ sở luật pháp quốc tế. Hãng thông tấn TASS vừa cho biết, Đức đã cung cấp cho Ukraine gói hỗ trợ quân sự trị giá 600 triệu euro như đã cam kết trước đó. Theo TASS, Thủ tướng Đức Olaf Scholz đã xác nhận gói viện trợ này, bao gồm hệ thống phòng không Iris TSLM, xe chiến đấu bộ binh, xe tăng, pháo tự hành, đạn dược và thiết bị bay không người lái UAV. Ông Scholz cho biết thêm, cuối năm 2024, Đức cũng sẽ cung cấp cho Ukraine gói hỗ trợ quân sự bổ sung trị giá khoảng 1,4 tỷ euro với sự hỗ trợ của các đối tác Bỉ, Đan Mạch và Na Uy. Thủ tướng Đức tiết lộ, gói này sẽ bao gồm các hệ thống phòng không mới như Iris T và Skynet pháo tự hành Gepard, xe tăng và pháo bánh lốp, xe bọc thép, UAV tấn công, radar và đạn pháo. Đức hiện là nhà cung cấp viện trợ quân sự lớn thứ hai cho Ukraine sau Mỹ. Tuy nhiên, Thủ tướng Đức Scholz đã từ chối chuyển cho Kiev hệ thống tên lửa hành trình tầm xa tàu đất của Đức vì lo ngại leo thang căng thẳng giữa Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO và Nga. Tiếp tục với những diễn biến liên quan đến cuộc đua vào Nhà Trắng 2024. Ngày 11 tháng 10, báo New York Times và Washington Post đưa tin cho biết nhóm vận động tranh cử của ứng cử viên Donald Trump đã yêu cầu sử dụng máy bay và xe quân sự để bảo vệ vị cựu tổng thống này khi ông vận động tranh cử. Trước đó, ông Trump từng chia sẻ trên mạng xã hội chu sổ số số của ông rằng có những mối đe dọa lớn đối với tính mạng của ông. Liên quan tới yêu cầu trên, Tổng thống Mỹ Joe Biden cùng ngày tuyên bố đã chỉ đạo chính quyền bảo vệ vị cựu tổng thống này như thể ông là một tổng thống đương nhiệm. Tổng thống Biden cho rằng cơ quan mật vụ Mỹ nên tôn trọng yêu cầu của ông Trump về việc được bảo vệ bằng các phương tiện quân sự trong giai đoạn cuối của chiến dịch tranh cử nếu việc này không vượt quá yêu cầu được bảo vệ như đối với một tổng thống đương nhiệm. Trong chiến dịch tranh cử tổng thống lần này, cho tới nay, ông Trump đã hai lần bị ám sát hụt. Hồi giữa tháng 7 năm nay, ông Trump suýt bị một tay súng bắn vào đầu tại một cuộc vận động tranh cử ở bang Pennsylvania. Chỉ hai tháng sau, vào ngày 15 tháng 9, trong khi chơi gốc ở thành phố West Palm Beach, bang Florida, ông lại trở thành mục tiêu của một kẻ ám sát khác. Cuộc thăm dò do Trung tâm Nghiên cứu Pew công bố mới đây cho thấy, Phó Tổng thống Kamala Harris có lợi thế hơn một chút so với cựu Tổng thống Donald Trump chỉ chưa đầy 25 ngày trước cuộc bầu cử. Theo cuộc khảo sát, trong số các cử tri đã đăng ký, Phó Tổng thống dẫn trước cựu Tổng thống một điểm, tức 48% so với 47%. Phần lớn những người tham gia cuộc thăm dò, 86% cho biết vẫn chưa rõ ai sẽ giành được Nhà Trắng vào ngày 5 tháng 11. Nhấn mạnh cuộc đua vẫn cay cấn đến mức nào. Khoảng 36% cho rằng ứng cử viên Đảng Dân Chủ Harris sẽ là một tổng thống tốt hoặc vĩ đại. Cuộc khảo sát cho thấy khoảng 18% cho biết bà sẽ ở mức trung bình, trong khi gần một nửa 46% cho biết bà sẽ kém hoặc tệ trong vai diễn này. Ông Trump nhận được kết quả tương tự với 48% cho rằng ông sẽ là một tổng tư lệnh khủng khiếp. Dữ liệu cho thấy khoảng 41% cho biết ông sẽ tốt hoặc tuyệt vời, trong khi chỉ có 11% cho biết ông sẽ ở mức trung bình. Theo cuộc thăm dò, 89% nghĩ rằng ứng cử viên tổng thống của Đảng Cộng Hòa sẽ thay đổi cách mọi thứ vận hành ở Washington, nhiều hơn gần 20 điểm so với 70% của bà Harris. Nhiều người tham gia khảo sát cho rằng cả ông Trump 48% và bà Harris 41% sẽ khiến Washington trở nên tồi tệ hơn. Liên quan đến tình hình xung đột tại Trung Đông Cũng trong ngày 11 tháng 10, quân đội Israel tuyên bố đã tiêu diệt chỉ huy cấp cao của nhóm Jihad Hồi giáo Palestine tại trại tị nạn Nusam ở bờ Tây bị chiếm đóng. Quân đội Israel cho biết, Mohammad Adura, chỉ huy cấp cao của nhóm suy hát Hồi giáo Palestine, đã bị loại bỏ trong cuộc không kích vào trại tị nạn Nusam ở bờ Tây. Mohammad Adula là người kế nhiệm của Mohammad Jaber, người đã thiệt mạng trong một cuộc không kích của Israel vào cuối tháng 8 năm 2024. Vụ tấn công xảy ra một tuần sau khi lực lượng Israel không kích vào một tòa nhà ở Tukarem tại bờ Tây khiến 18 người thiệt mạng, trở thành một trong những vụ không kích chết trong nhất trong nhiều năm qua ở bờ Tây. Trong khi quân đội Israel tuyên bố, cuộc không kích đã khiến cho 12 chiến binh Hamas và Jihad Hồi giáo thiệt mạng. Trong khi đó, tại phía bắc giải Gaza, giao tranh tiếp diễn ác liệt khi Israel tăng cường các cuộc tấn công từ hơn một tuần qua. Cơ quan phòng vệ dân sự Gaza ngày 11 tháng 10 cho biết, một cuộc không kích của Israel vào trường học là nơi trú ẩn cho những người di tản tại trại tị nạn Jabalia đã khiến hàng chục người thương vong. Các cuộc giao tranh cùng với các lệnh sơ tán của Israel tại phía Bắc Gaza đã khiến Tổ chức Y tế Thế giới WHO lo ngại về chiến dịch tiêm chủng vaccine bại liệt cho trẻ em tại Gaza lần thứ hai, diễn ra từ ngày 14 tháng 10 tới, sẽ khó khăn hơn. Hãng Reuters dẫn nguồn tin từ quân đội Israel hôm 11 tháng 10 cho biết, còi báo động đã vang lên ở một số khu vực miền trung nước này do có sự xâm nhập của máy bay thù địch, đồng thời tuyên bố rằng đang xem xét tình hình một cách chi tiết. Trong một tuyên bố khác, lực lượng phòng vệ Israel khẳng định việc có thể nghe thấy một số tiếng nổ do các nỗ lực đánh chặn hoặc do thiết bị rơi. Theo hãng tin AFP, Iran tuyên bố đã tìm thấy thi thể một vị tướng của nước này, nhân vật thiệt mạng cùng với thủ lĩnh phong trào Hezbollah Hassan Nasrallah trong một cuộc không kích của Israel vào thủ đô Beirut của Liban hôm 27 tháng 9. Lực lượng vệ binh cách mạng hồi giáo Iran IRGC tuyên bố sau quá trình làm việc chăm chỉ và nỗ lực suốt ngày đêm, thi thể của lý sĩ Abbas. Niforosan đã được tìm thấy. Thời gian chuyển thi thể liệt sĩ Niforosan về quê hương Hồi giáo và kế hoạch tăng lễ và chôn cất sẽ được ban bố sau. Ông Niforosan là chỉ huy cấp cao của lực lượng quát, đơn vị hoạt động ở nước ngoài của IRGC. Vào ngày 27 tháng 9, Israel đã thông báo về việc hạ sát thủ lĩnh tối cao của Hezbollah trong chiến dịch không kích ở ngoại ô Beirut. Chuyển tướng Aban Niforosan của IRGC đã thiệt mạng trong cuộc không kích này. Báo cáo từ phía Israel cho biết, Đợt không kích của nước này đã làm hư hại nơi ẩn náu của thủ lĩnh Hepola, khiến ông này bị ngạt thở trong bong ke không có hệ thống thông gió. Sau đó, qua đời trong đau đớn do hít phải khí độc. Các nhà lãnh đạo của chín quốc gia thuộc Liên minh châu Âu-EU ở địa Trung Hải, được gọi là MED9, vừa ra tuyên bố chung kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức ở Trung Đông và thúc giục nối lại những nỗ lực ngoại giao để giải quyết các cuộc xung đột đang diễn ra trong khu vực. Trong tuyên bố kết thúc hội nghị thượng đỉnh MED9 lần thứ 11 tại thành phố Parfort, Cộng hòa Siput. các nhà lãnh đạo nhấn mạnh rằng tình hình đang diễn ra ở Trung Đông vô cùng đáng báo động, đòi hỏi một lệnh ngừng bắn ngay lập tức và nhanh chóng cung cấp viện trợ nhân đạo cho Liban. MED9 kêu gọi tất cả các bên kiềm chế và tham gia vào các nỗ lực hòa giải để xoa dịu căng thẳng. Nhóm này cũng tái khẳng định sự ủng hộ đối với tất cả các nghị quyết của Liên hợp quốc liên quan đến Trung Đông và cam kết hợp tác để tác động đến các chính sách rộng hơn của EU về các vấn đề của khu vực. Tuyên bố cho biết thêm trong bối cảnh tình hình leo thang ở Trung Đông xung đột Nga-Ukraine và áp lực chính trị, kinh tế xã hội dài dẳng. Định dạng hợp tác khu vực MED9 cho thấy tính hiệu quả để định hình các phản ứng của châu Âu đối với những thách thức chung. Chủ tịch nhóm MED9 là Cộng hòa Cyprus đã tổ chức hội nghị thượng đỉnh có sự tham dự của các nguyên thủ quốc gia và người đứng đầu chính phủ của Pháp, Hy Lạp, Italy, Croatia, Manta, Slovenia và Tây Ban Nha. Trong khi, Bồ Đào Nha cử đại diện là ngoại trưởng tham gia. Chủ tịch Ủy ban châu Âu EC Ursula von der Leyen cũng tham dự sự kiện. Tiếp tục với các tin tức quốc tế đáng chú ý khác. Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA ngày 11 tháng 10 đưa tin, Hàn Quốc đã điều thiết bị bay không người lái di chuyển qua Bình Nhưỡng 3 lần kể từ tuần trước. Theo cáo buộc, UAV Hàn Quốc đã xâm phạm không phận Bình Nhưỡng vào hôm mùng 3 tháng 10, mùng 9 tháng 10 và mùng 10 tháng 10 để giải truyền đơn chống lại Triều Tiên. Bộ Ngoại giao Triều Tiên tuyên bố Động thái này là sự xâm phạm trắng trợn đến chủ quyền an toàn quốc gia và là hành vi vi phạm luật pháp quốc tế. Đồng thời kêu gọi Hàn Quốc ngay lập tức chấm dứt hành động khiêu khích nguy hiểm có thể dẫn đến một cuộc xung đột vũ trang, thậm chí có thể leo thang thành chiến tranh. KCNA sau đó đã đăng tải bức ảnh được mô tả là chụp lại hình UAV kèm theo một tập truyền đơn phía dưới mà Bình Nhưỡng cáo buộc là của Hàn Quốc. Tuy nhiên, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Kim Jong-un cho biết, Seoul không đưa máy bay không người lái tới Triều Tiên. Ông Kim khẳng định, chúng tôi không làm điều đó. Hội đồng tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc JCS cũng bác bỏ cáo buộc của Triều Tiên, nhấn mạnh họ sẽ xem xét liệu có phải các tổ chức tư nhân dùng UAV thả chuyến đơn sang Bình Nhưỡng hay không. JCS cũng cho biết Triều Tiên đã thả bóng bay vào tối ngày 11 tháng 10 sang Hàn Quốc sau khi thả 40 quả chứa rác vào sáng sớm cùng ngày. Đây là lần thứ 28 Triều Tiên thả bóng bay chứa rác tới Hàn Quốc kể từ tháng 5. Để đáp trả Triều Tiên, quân đội Hàn Quốc đã dùng loa phóng thanh ở dọc biên giới hai nước kể từ tháng 7 để chỉ trích Bình Nhưỡng. Hàn Quốc đã kiềm chế không bắn hạ trực tiếp các khinh khí cầu với lý do lo ngại về an toàn. Quân đội Hàn Quốc đã tuyên bố sẽ thực hiện các biện pháp quân sự cứng rắn nếu Triều Tiên vượt qua danh giới với chiến dịch thả bóng bay đang diễn ra hoặc gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho người dân Hàn Quốc. Thưa quý vị, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin kính chào và hẹn gặp lại.